buồn của Ninh Dương Ngọc cứ mỗi lần livestream hát hò là lượt xem lại đua nhau tụt dốc không phanh. Là một nữ diễn viên gây được nhiều thiện cảm từ công chúng khi không chỉ sở hữu lối diễn xuất chân thật, tính cách gần gũi thân thiện, mà Ninh Dương Ngọc còn gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng khi có niềm đam mê ca hát đầy mãnh liệt. Mới đây khi đang livestream giao lưu với người hâm mộ trên mạng xã hội thì Ninh Dương Ngọc đã cao hứng quyết định hát hò ca khúc Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay Từng Song Ca Cùng Miu Lê để tặng cho người hâm mộ. Ninh Dương Ngọc vô cùng hài hước khi hát hò không cần nhạc, không cần ạ, mở nhạc lên em theo cũng không được. Sau đó Ninh Dương Ngọc đã cất tiếng hát trong ca khúc này. Giọng hát của Ninh Dương Ngọc thì có lẽ là không cần phải bàn cãi, dù không thể hát hay như ca sĩ nhưng chất giọng của Lan Ngọc vẫn khá ngọt ngào. Tuy nhiên được mệnh danh là chùm phá hit, thế nên từ khi Ninh Dương Ngọc bắt đầu cất giọng hát cho đến khi kết thúc thì lượng người xem lần lượt giảm thấy rõ. Cụ thể lượng người xem ban đầu của Ninh Dương Ngọc lên đến 2,8 nghìn người, nhưng con số ấy lần lượt vơi đi theo ca khúc mà Lan Ngọc thể hiện. Cuối cùng màn livestream hát hò của Ninh Dương Ngọc chỉ còn vỏn vẹn hơn 2,2 nghìn người xem, khiến Ninh Dương Ngọc không khỏi bất mãn. Tụt view nha trời ơi, lâu lâu rồi mà còn tụt view như thế này. Đây không phải là lần đầu tiên mà Ninh Dương Ngọc hát thì lượt view giảm. Còn nhớ trong một lần ngẫu hứng cover ca khúc Cung Đàn Vỡ Đôi của Chipu, dù có giai điệu beat hỗ trợ nhưng nhạc đi đường nhạc, tiếng đi đường tiếng, khiến người nghe không thể nhận ra được bản gốc, thay vào đó chỉ đang những tưởng cô nàng đang đọc một bài thơ nào đó. Với màn cover cực lầy lội ấy của Ninh Dương Ngọc mà buổi livestream đang sở hữu hơn 4.000 người xem đã nhanh chóng tụt xuống chỉ còn hơn 2.000 người, khiến ai nấy cũng đều bất ngờ trước sức hút đến từ giọng hát của Lan Ngọc.